Em Thịnh xin chào bác. Hôm nay thì em xin gửi tới các clip cửa hàng em sẽ nâng cấp một vài cái đồ chơi cho chiếc Suzuki XL7. Thì hôm nay bác chủ xe đã lựa chọn cái đầu tiên, đó chính là gói bi gầm. Cái con bi gầm này là bi gầm F10 của GTR các bạn. Đây là cái sản phẩm mới nhất của năm 2022 các nhá. Với cái nhiệt màu của nó là 4300, thì khi kết hợp trên con XL7 này thì nó sẽ có những cái lợi thế như sau các bạn. Thứ nhất là cái đèn pha của con XL7 này của nó là hoàn toàn bóng LED này. Khi chúng ta mà di chuyển trong điều kiện trời mưa thì cái bóng LED này nó khá là kém các bạn. Nó sẽ không bám đường, cũng như là chúng ta sẽ tạo cái sự khó chịu khi di chuyển trên đường. Và cái con F10 2022 này thì chúng ta đã có thêm một cái nữa, đó chính là cái mắt quỷ. Tí nữa thì khi bọn em hoàn thiện xong thì em sẽ cho các bác xem. Cái mắt quỷ của nó là màu xanh rất là đẹp. Và cái nâng cấp tiếp theo đó chính là bác chủ lên một cái màn hình Gotek GT8. Cái con này thì nó sẽ có rất là nhiều các tính năng khác biệt so với cái màn zin các nhá. Thì cái màn hình của em đã hoàn thiện xong rồi, thì em cùng bác sẽ tham khảo qua cái màn hình trước các nhá. Vâng, thưa bác, đây là cái màn hình Gotek GT8 của em hoàn thiện lên chiếc Suzuki XL7 các bác ạ. Thì đầu tiên là chúng ta cùng nói đến cái cấu tạo của cái màn hình này khi chúng ta hoàn thiện lên chiếc xe này các bác nhá. Thì đương nhiên rồi, khi mà chúng ta hoàn thiện một cái màn hình lên chiếc xe thì chúng ta sẽ có một cái mặt dưỡng như này để cho chúng ta có thể kết nối giữa màn hình và cái phần khung xe, phần táp lô này các bác nhá. Thì cái phần dưỡng, chúng ta gọi là dưỡng này, thì các bác có thể quan sát trên video đây, nó cực kỳ zin, cực kỳ đẹp. Hoàn thiện các bác thể quan sát đấy, nó nằm vừa zin cái màn Gotek này lên các bác nhá. Cái màn Gotek GT8 này thì chúng ta có một cái kích thước, đó chính là 9 inch các bác ạ. Chính vì thế khi hoàn thiện lên chiếc XL7 này, chúng ta có một mang lại một cảm giác gì đó nó rất là hài hòa. Với cái phương nằm của nó là phương hình chữ nhật và nằm theo cái phương nằm ngang như này, nhìn rất là hài hòa và đẹp mắt. Đặc biệt là khi chúng ta kết hợp lên một cái giao diện của Gotek có một màu đỏ như thế này, để giúp cho chúng ta những chiếc xe với cái nội thất của nó màu đen như thế này thì rất là nổi bật. Rồi tiếp theo chúng ta đến cái cấu hình của con Gotek GT8 này. Thì GT8 mang cái cấu hình đó chính là RAM 3GB và chip 8 nhân. Một cái bộ xử lý nó rất là tuyệt vời rồi, cho chúng ta một cái trải nghiệm nó cực kỳ mượt các bạn. Khi mà em vuốt chạm như thế này thì nó gần như là không có độ trễ nữa rồi. Gần như không độ trễ. Và chúng ta truy cập vào một ứng dụng nào đó nhé. Ví dụ em sẽ vào đây, Gotek, YouTube đi. YouTube này không phải rồi em, YouTube đây các bạn, YouTube này. Rất nhanh và mượt đúng không ạ? Gần như là nó phản hồi luôn đấy, không có độ trễ luôn. Cái này có thêm một tính năng nữa, chia đôi màn hình cơ nhá. Chúng ta sẽ bấm vào đây, sử dụng song song hai ứng dụng luôn, vừa xem YouTube và vừa xem Google Maps, ví dụ như thế. Rất là tiện. Ngoài ra thì chúng ta cũng khi hoàn thiện màn hình này thì chúng ta sẽ được tặng thêm một cái bộ cam hình chỉnh nữa nhé, cam hình chỉnh trước. Hiện tại thì bọn em đang mở cabo để làm cái đèn gầm nên là nó sẽ hơi vướng một tí xíu các bạn. Cái màn hình này có khá là nhiều các tính năng khác nữa, ví dụ như chúng ta có ra lệnh giọng nói này, bản đồ thì Việt Map thì chúng ta được tặng rồi, Việt Map bản quyền được tặng luôn. Đây vị trí của anh em, có cảnh báo tốc độ các bạn nhé, rất tuyệt vời. Ra lệnh giọng nói này các bác, mở video nhạc trẻ remix mới nhất, rất là mượt, GT8 mà các bác. Đang mở video nhạc trẻ remix mới nhất. Cái màn hình này thì được lỗi đổi mới trong vòng 2 năm các bác ạ. Trong vòng 2 năm lỗi là đổi mới luôn các nhá, chứ không bảo hành sửa chữa. Có đầy đủ những cái tính năng khá là thú vị đấy các bác. Lịch này khá là hay, xem lịch âm luôn. Cam lùi thì chúng ta sẽ được tặng thêm một cam lùi AHD rất là nét như này. Thì cả em đã đến cái bước hoàn thiện cuối cùng cái bộ bi gầm F10 cho chiếc Suzuki XL7 rồi các bác ạ. Thì các bác có thể quan sát đây, cái chân của bộ bi F10 này khi hoàn thiện lấy XL7 thì nó có chân bắt zin luôn các nhá, không phải chế cháo bất cứ cái gì cả. Bắt zin sau đó chúng ta đặt bi vào thôi. Và vẫn là bọn em căn chỉnh đèn như mọi khi đấy các bác. Đây em quay cho bác xem nha. Đây là ánh sáng của bi gầm F10 đây. Thì con này của nó nhiệt màu của nó là 4300 các bạn, nên là nó sẽ cảm giác nó hơi thiên về ánh sáng vàng.
Tuy nhiên thì ánh sáng vàng như này thì chúng ta sẽ đi đường trong điều kiện trời mưa, nó sẽ bám đường tốt hơn so với những nhiệt màu như thể là 5.500 hoặc 6.000. Thì đây là hiện tại là chế độ ánh sáng cốt của nó đây. Các bác thử quan sát cái đường cắt của F10 này cực kỳ là bằng, cực kỳ là sắc nét. Cái bi gầm này thì đương nhiên là có cả chế độ pha nữa, thì em sẽ bật pha cho bác xem nhé. Cốt đi. Đây sáng cốt đây các bác. Ở phía trên thì nó là cái ánh sáng của cái đèn phía trên pha các nhá. Ánh sáng của đèn cụm LED của XL7. Đây LED nguyên bản đấy ạ. Thì các bác sẽ có thể quan sát đây. Ánh sáng của bi gầm nó sáng hơn rất là nhiều so với đèn pha. Cái phía đèn pha nó chỉ sáng trắng nhờ nhờ thôi. Rồi lên pha đi. Pha đây các bác. Lên pha thì ánh sáng vàng của bi gầm nó vẫn át luôn cả cái ánh sáng trắng của cái cụm pha ở phía trên. Rồi về cốt đi. Ok, thì trên đây là clip của em chia sẻ nhanh về quá trình của em hoàn thiện một vài cái đồ chơi cho con Suzuki XL7. Nếu có nhu cầu lắp đặt cũng như cần tư vấn gì thì em xin mời các bác lên qua số hotline của em các bác nhé. Video em cũng xin tạm dừng tại đây thôi. Em xin cảm ơn các bác ạ.